Yo, xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 20 của series Huyền thoại Hải tặc server 519 của mình nha. Và không biết là em Shiki sư tử vàng của các bạn thì build như thế nào rồi. Nhưng hiện tại mình đây thì mới có 9 sao thôi các bạn ơi. Bởi vì mình chiêu mộ cũng quá là đen đi. Đấy, thành ra là chỉ nâng cấp lên 9 sao thôi. Và tuần mới, sự kiện mới, có một tiệc san gì thì mình sẽ cùng nhau vã đi đâu đó là gần 20k kim cương. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều phần thưởng nha các bạn. Ồ, mình cũng không hiểu là cái sự kiện vòng quay gì ta, đạt mốc chung sự kiện vòng quay được tận 15k kim cương nha. Đây là một cái phần thưởng cực kỳ là ngon lành cái nào. Bởi vì là mình đã hết sạch tài nguyên sau khi mà ô in tất cả mọi thứ để có thể là sở hữu được em Shiki. Nếu như bạn nào mà chưa xem video đấy thì có thể xem lại ngay trên mình nha. Ok, rồi bây giờ thì múc thôi, tặng món ngon nào. Mình thì mình cứ tặng cái này thôi các bạn ạ. Chắc là mình sẽ chỉ làm mới đâu đó một chút thôi. Bởi vì là mình sẽ không có nhiều kim cương để có thể là làm mới tất tay nha. Đấy, bởi vì hôm nay mới chỉ là chủ nhật mà thôi. Mình còn tận 6 ngày nữa thì mình đến thứ 6 nó hết sự kiện cơ mà. Thì cứ để đấy mỗi một ngày nó hết đi là cũng được. Đấy, mỗi ngày 8 tiếng thời gian chờ nha các bạn. Tặng món ngon này. Ok, còn lại thì mình sẽ không lãng phí kim cương để mình reset nữa mà mình sẽ chờ 5 ngày còn lại. Đấy, mỗi một ngày sau khi hết cái tăng tốc này phát là mình lại tiếp tục sử dụng kim cương. Hiện tại là mình có 10.000 thì bây giờ mình sẽ vào mình mua thôi. Chắc chắn là mình sẽ pha all in vào trong cái mục gọi là album rồi các bạn. Chiu. Tổng cộng là mục 54 là 5.400 rồi. Mình chờ đợi mãi đến mỗi tiệc săn gì để mình có thể là đầu tư vào album nha. Xếp hạng nào. Quà, nhận quà luôn 10 thùng bia. Tiếp tục 10.000 à, 8.000 này. Ủa, chưa đủ, mình có 7.200 hả? Ồ, căng nhỉ. Ừ đúng rồi, chỉ được vậy thôi các bạn ơi. Dâu, dâu. Ok, rồi, thế thì mấy hôm nữa thì mình sẽ tiếp tục là lấy thôi nha các bạn. Đầu bếp để mình xem thêm cái phần thưởng ở đây cái đã. 25k thì mình có thể là sở hữu được thêm một con chụp L2 nha. Nhưng mà mình là mình đầu tư vào album, các bạn biết rồi đấy. Rồi, thư nào. Tìm lấy tiêu kim cương thì có thêm khá là nhiều phần thưởng. Đặc biệt là có cái huy hiệu hạm đội 1.100 kim cương này. Ok, nhìn cũng nhiều đấy nhưng mà không có cái gì ngon các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ đi vào phần album thôi. Mình sẽ mở cái album nha. Yo, ngon lành rồi, còn thiếu một mảnh nữa thôi. Đấy ơi. Ấy, một phát duy nhất. Ở đâu, phải hai phát đấy. Thế là mình đã có thêm 8.640 công rồi. Tiếp tục vào đây rồi nào. 26 tốc độ là cũng ngon này. Ồ, lục thức. Level 100 là mở. Thế để mình xem là đã đủ thời gian AFK để có thể lên level 100 hay chưa đây. 162k XP à. Ui, thốn thế. Càng các bạn ạ. Thế thì mình sẽ để dành cái này đi. Để lúc nào mà lên được level 100 thì mình sẽ all in vào trong này. Chỉ có điều là 5.500 cái mảnh album này mình sợ là không đủ ấy. Sao bên này xem. À, bên này có này. Máu này, toàn đội tăng máu. Nhưng mà tốn nhiều mảnh quá. Thế thà mình để 3.6 này để mình mở cái lục thức này thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Quay trở lại cũng phần lục thức thì phải đầu tư thêm vào phần chiến hạm thôi. Nâng cấp này. Mãi vẫn chưa đủ gỗ các bạn. Hay nữa, mình phải nâng cấp cả cái phần tấn công mình lên là vào 60 nữa thì mình mới có thể là mở được cái khoang nội thất. Và lúc đấy là ngon lành cành đào hơn. Rồi, xem nào. Tất cả những cái gì mà mình tích lũy lại được ở trong tuần này nó chỉ có vậy thôi nha các bạn. Tiếp tục là chờ đợi để sang tuần sau thôi. Mảnh đấy cũng không có gì này. À, chắc là mình sẽ mua được trong phần cửa hàng hồn này tặng với 100 thùng bia. 100. Đấy, 25k hồn. À, ở đây thì mình cũng có thể mua thêm được đó chính là xu vòng quay cũng như là có bia vàng. Thế thôi mình phải đầu tư thôi. Mình sẽ đi huyết tế bớt một con tướng 5 sao cho các bạn. Một, chọn nhanh luôn. 2 sao thì cũng huyết tế luôn này. 3 sao à? Ok, cho đi hết luôn. Rồi. Ok. Ui, star easy. Sinh khí. Thôi. Chuyển sang 5 sao đi. Hai hệ thông minh với cả minh mẫn thì mình để lại. Còn đâu thì mình sẽ phải đến bớt ở mấy cái hệ thường. Ui, nó không hiện luôn cái phần chỉ số điểm hồn hải tặc ở đây luôn cho mình biết nhỉ. Thì nhận mỗi cái đá tím thôi các bạn. Thôi thêm một lượt này nữa thôi này. Vẫn còn nhiều thế. 803 cơ mà. 57. Rồi thế thôi. Bắt đầu là hết tướng bậc S ở đấy. Mà chuyển sang bậc S rồi mình nhìn thấy lấp ló em Jin Pe. Ú. 87 à. Còn tầm 50 thì mình sẽ dừng nha. 79. 63. Nốt lần này. Đấy, 55 dừng được rồi.
Chính xác nữa, ui chính xác còn hơi tới được nhiều, tận 5 em nữa cơ. Nhìn chung là tuần trước khi mà ra mắt cái sự kiện Shiki sư tử vàng thì mình cũng đã bung lộ hết tất cả tài nguyên rồi. Và tuần này thì mình không thể nào mà mình chơi được tiếp nữa, bắt buộc là phải tích lũy thôi. Sang tuần sau hoặc là tuần sau nữa có thêm sự kiện mới thì mình sẽ chơi nhá. Ui, cái sinh khí của mình nào lắm tướng năm sao ấy nhở. Rồi còn 53 em thôi, thế là cũng hòm hòm rồi đấy các bạn, huyết tế khá là nhiều rồi. Shop hồn hải tặc của mình đâu. Ây, các bạn nhìn thấy Shiki của mình 9 sao là mình cũng ngứa mắt lắm đấy chứ, muốn cho lên 10 sao cho nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là thôi, phải chấp nhận đấy các bạn ạ. Chơi nó cứ phải từ từ và bình tĩnh, dục tốc là y như rằng nó sẽ bất đả thôi. 20k này, ở đây thêm 100 nữa. Rồi, 100 xu may mắn. Thế là hết rồi đấy. Từ 10 sao, 10 sao thì đổi được có 2 em thôi các bạn. Đấy, đổi dần nha, bởi vì là sau này khi mà nâng cấp cơ ma chắc chắn là mình sẽ cần rất là nhiều vị tướng 10 sao. Thế thôi, cửa hàng hoán đổi thuốc cũng vậy nha. Đổi luôn, đấy, tích lũy dần các bạn ạ. Start. Còn cái phần này thì mình sẽ phải mua thêm này, 4 năm. Rồi, tiếp tục. Ôi, sao lại chậm tay. Đây rồi, vừa xinh các bạn. Nâng cấp chiến hạm lên nào. Mình háo hức mở được cái phần nội thất quá các bạn ơi. Một phát này. Ui, level 17, 18, 19, 20, 26 các bạn ạ. Còn thiếu tận 34 level nữa cơ. Và cần rất là nhiều nha. Thôi, thì trong lúc chờ đợi lên level 100, mình sẽ mở luôn cái album 3.4. Vì đằng nào cũng vẫn phải mở nha các bạn. Mặc dù là cần tận 9 mảnh nhưng thôi, mở thôi các bạn ơi. 5.000 điểm, hy vọng rằng là có thể là bung lụa múc luôn được nha. Cố lên, hiện lên dòng chữ đã mở toàn bộ đây. Trời đất, hình như là hết rồi đấy. Ôi còn một mảnh này. Vãi. Rồi luôn, cố lên. Cố đi. Trời. Ô, thật là tuyệt. Yo, thế là xong. Em Boan cóc và cộng thêm được 26 tốc độ cho toàn đội của mình. Có lại bộ album 3.6 này thì mình sẽ cần phải lên level 100. Thì đặc biệt là những bạn tân thủ mới chơi thì các bạn có thể thấy là tính năng album rất là quan trọng. Chính vì vậy mà mỗi lần ra tiệc săn gì thì các bạn đừng ngại xả hết kim cương để có thể là kiếm vào những cái mảnh thẻ huyền bí. Và khi mà tích lũy được nhiều thẻ huyền bí, chúng ta mở album lên thì chúng ta sẽ lực hơn rất là nhiều nha.